Cầu thủ này ra thước phim nói về cuộc đời mình, thế nhưng chỉ toàn nhận về chỉ trích. Một thời gian trước, một thước phim tự quay đáng chú ý của ngôi sao bóng đá người Pháp Paul Pogba được đăng tải lên mạng. Nhìn lại trong giới bóng đá, không thiếu những ngôi sao có những thước phim cá nhân hay là nhật ký của bản thân. Vì những thước phim này thường là kể về câu chuyện ở phòng thay đồ hoặc là những câu chuyện thú vị bên ngoài sân cỏ, nên đại đa số đều được các fan hâm mộ đón nhận và yêu thích. Thế nhưng lần này, Pogba lại lập nên một kỷ lục rất đáng buồn. Video của anh chỉ nhận được đánh giá 1 sao trên thang điểm 10 của chuyên trang đánh giá phim IMDb. 92% người xem đều đánh giá 1 sao, khiến cho thước phim này rơi xuống hạng thấp nhất. Không hiểu nội dung của thước phim có gì mà khiến nó bị chỉ trích nhiều đến vậy. Trong phim, Pogba kể về gia đình mình và hành trình đi lên trong sự nghiệp bóng đá của mình, tạo dựng cho mình một hình tượng yêu nghề, một lòng vì gia đình. Ở một phương diện khác, để tạo nên sự thu hút người xem cho video, anh có những lời lẽ chỉ trích MU, đa số là kể về các mâu thuẫn ở câu lạc bộ cùng với những thông tin về chuyển nhượng liên quan đến các câu lạc bộ lớn. Anh chỉ trích MU đối xử tệ với anh khi anh gặp chấn thương, gọi việc MU đưa ra hợp đồng với mức lương cao là không tôn trọng anh, còn kể công khai về sự liên hệ qua lại của anh với PSG và các câu lạc bộ khác để từ đó chứng tỏ rằng mình có sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Những lời lẽ không chút giấu giếm ấy đương nhiên gặp phải sự phẫn nộ của nhiều người. Thực tế, Pogba có được tài năng hơn người là sự thật. Tuy nhiên, những năm gần đây, cho dù là biểu hiện trên sân cỏ hay là ở ngoài sân cỏ đều gây ra nhiều tranh cãi. Thêm vào đó, thành tích của MU hết mùa này đến mùa khác gây ra thất vọng, khiến khoảng cách trong mối quan hệ hai bên ngày càng xa. Có một sự thật là sau tất cả những điều này, có một ekip luôn đứng đằng sau Pogba, vạch ra các kế hoạch, mà đáng chú ý nhất trong số đó là một người đàn ông có sức ảnh hưởng trên thị trường chuyển nhượng. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu người đàn ông này đóng vai trò gì trong thương vụ của MU với Pogba.